Cái đón cái tay đó anh nhìn vẫn không biết cái tay đánh chỗ nào. Ừ, cái ba cái vị trí của ba cái tay thì là mình phải chơi quen là biết thôi. em nhìn quen em biết. Chịu đủ má ăn điểm này bắn ở đâu. Đây đây, vào đến phase 2. À đến phase 2 đi theo em chết cũng được. Em chỉ ê, cẩn thận. Rô nhầm. Chạy luôn tối, chạy luôn. Audition. Ui. Ở kia. Audition này không kịp nhìn sai là không biết trước sau đâu luôn. Ui. Anh phiên nhau cung. Chạy đúng chưa? À, những quả cầu mẹ đáng sợ. Ấy trời ơi, đủ má. Tay. Khó vãi lìn. Né. Cái nữa. Ui rồi. Rôn không kịp. Chạy luôn. Điệt mẹ. Mẹ, em chết mẹ rồi. Rồi, ok. Hãy phiền nhau cứu ạ. Điệt mẹ. Cậy ra được. Máy điện con đổng lì nè. Cầu. Em thấy cầu giật vãi. Sắp rồi, nó sắp chết rồi. Ok. Ôi rồi. Sao? Đít mẹ. Ôi rồi chạy giữa. Chạy phiền nhau kiếm. Má thật luôn á. Giết cái đi. Giữa nè. Nó bắn dựa đó kìa. Không. Quá trời. Như năm ngoái thôi. Gì đâu. Như năm ngoái thôi. Nào hot thì nó gánh rồi. Kiểu ai hot người đây gánh. Quá chán. Phú phải thử đánh con.